Ok, xin chào các bác. Thì miền Bắc mấy ngày gần đây nó nóng quá trời các bạn. Các bác có thể thấy này, nhiệt độ trong phòng em này đang là 36 độ luôn. Phòng thì không có điều hòa mà cảnh công nhân thì các bạn biết đấy, kinh khủng lắm, kinh khủng luôn. Không biết có phải là vì nóng hay không, nhưng mà tự nhiên cái con G8 của em ấy nó cũng bị lỗi lỗi ở cái cảm biến tiệm cận ở đây này. Thì lâu qua cho nó sáng sáng như này. Đấy thì các bác có thể thấy này, soi trước cái máy ảnh nó cũng không chớp chớp. Đấy thì cái lỗi này các bác có thể dễ dàng phát hiện ra bằng cách là các bác tắt cái đèn này đã. Đấy, các bác vào điện thoại, các bác gọi điện đi, gọi 900 đi. Đó. Đó, thì các bác che tay này. Đấy, các bác nhìn không? Đó, các bác che tay này. Đó, nó cũng không tắt màn hình các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy không? Nó không tắt màn hình luôn. Đó, thì cái lỗi này ấy, các bác cũng sẽ có thể fix được nó bằng cái lệnh mà gọi là cái lệnh hiệu chuẩn lại cái cảm biến tiệm cận. Đây thì nó sẽ làm như này thôi. Các bác nhập cái lệnh của cái máy của các bác vào thôi. Sao thằng ví con G8 này là 820 5 4 6 3 6 8 thăng sao 820 thăng. Đó. Thế các bác vào được cái chỗ này, để nó cho nó bụi quá các bạn. Bẩn quá. Rồi, các bác vào cái phần device test này. Đó. SAAT này. Đó, các bác vào phần manual test này. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần cây reset test này. Ở cái dòng thứ hai có ấn vào đây. Đó. Đây thì nó sẽ ra cho các bác như này. Thì các bác có thể đấy, các bác che này, che cái cảm biến tiệm cận này. Thì cái phần màu xanh này này nó đang hiển thị là pha, nghĩa là đang nó như là bị xa ấy, nó bị ở cách xa, nó không không hiển thị là có nghĩa là không có gì che nó ấy. Đấy. Đấy, các bác che lại này, che cái bằng cảm biến tiệm cận này, nó vẫn không không hiện thành màu đỏ. Thì các bác nhấn giữ vào cái chữ Calip này, Calip Start này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy không? Cái chữ này ấn ấn giữ vào nó tầm khoảng 5 giây. Ấn giữ này. Đó. Nó sẽ như này. Đấy, nó xanh hết một loạt, có nghĩa là nó đã clip thành công. Thì các bác có thể che cái cảm biến tiệm cận lại, nó sẽ đấy, nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Đấy. Che lại. Đó. Che lại. Đó. Che lại này. Đó thì các bác thoát ra. Thì các bác vào lại cái phần gọi điện, các bác gọi điện lại thôi, nó sẽ ok thôi. Đó. Đó, các bác thấy không? Xe này. Đó. Thì cái lỗi cảm biến tiệm cận này nếu như các bác nào bị thì cứ thử fix bằng cái em vừa làm xem sao nhé. Nhưng mà như cái con G8 này của em ấy, em cũng fix nó rồi như thế rồi đấy, nhưng mà lâu lâu nó lại bị lại các bạn. Thì cái này nó chỉ là một cách tạm thời thôi. Thì nếu như mà fix sau này mà không còn fix được bằng cái cách này nữa ấy, thì các bác chắc chắn phải thay cái cảm biến tiệm cận thôi. Thì cái IDN thì phải chấp nhận thôi, nhưng mà các bác cứ thử fix bằng cái đấy đi. Có máy thì sẽ được luôn, mà có máy thì nó một hồi nó sẽ bị lại, hoặc một thời gian sau nó bị lại thôi. Thì nó cũng là một cách để các bác thử nhé. Rồi, ok, chào các bác.